Hãy nghĩ xem, 3 chia 1 phần 4 sẽ ra bao nhiêu? Hãy dừng video này lại nếu bạn có thể tự tìm ra đáp án, và mình sẽ cho bạn một gợi ý. Hãy lấy số nguyên 3 và chia nó thành các phần bằng 1 phần 4. Rồi nhẩm xem ta sẽ có bao nhiêu phần tất cả. Hãy cùng nhau tìm hiểu nhé. Bây giờ hãy để mình minh họa số nguyên 3 thành 3 ô bằng nhau. Và đây là ô đầu tiên. Đây là ô thứ hai. Và đây là ô thứ ba, nhìn như thế này đây. Và bây giờ mình sẽ chia các ô này thành các mảnh nhỏ, và mỗi mảnh nhỏ đó sẽ tương ứng với 1/4. Ô đầu tiên này sẽ chia làm 4 mảnh, mỗi mảnh là bằng 1/4, và mình có các mảnh 1/4 khác ở đây. Và lại là những mảnh 1/4 khác ở bên này nữa. Hãy nghĩ theo cách khác nhé. Mình lấy số nguyên 3 này chia làm 4 phần. Vậy nếu chia như vậy ta sẽ có bao nhiêu mảnh? Ta thử đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Và mình có thể còn không cần đếm nó. Mỗi ô chứa 4 mảnh bên trong. Vậy lấy 3 nhân 4 là 12 mảnh. Vậy kết quả sẽ bằng 12. Một cách nói khác là nếu bạn lấy 3 chia thành các phần bằng nhau, mỗi phần tư bạn sẽ có 12 mảnh, 12 phần bằng nhau.